chưa 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 bay, bay rồi bay, mình thử xe này bị thuốc 8 triệu nhưng mà chủ xe sợ quá, chủ xe chạy qua mình nha. Giờ thử nổ đi, kích bình nổ đi Phúc. Rồi nổ Phúc. Rồi giữ đi. Rồi cái bệnh như vậy á, nếu mà thợ chuyên á thì thợ chuyên về máy winner không có sợ cái này. Bệnh này bệnh nhẹ mà nó thuốc á là 8 triệu, 7-8 triệu mình bắt bệnh nè. Cái này nè, nó bị hư đăng cam nè, nó nhẹ, nó vũ sinh cam đây lộn xộn nè, bốn chú bắt nó đá nhau nè, đá ngay cái tông chạch chạch nè, lên ga sẽ em nè. Đó, đang vũ nè các bạn. Bây giờ mình bắt bệnh nè, tháo này ra kiểm tra này trước. Đó, nghe kêu rất ghê nha. Rồi mở đi. Nhưng mà bị chủ xe bị thuốc 7-8 triệu vậy á. Cái chủ xe chạy, sợ quá, chủ xe chạy vào đây. Bên mình á, đặc biệt làm mắt. Làm giá thì mắt nhưng mà bắt thì đúng bệnh. Còn hơn là đỡ người bị thuốc nha các bạn. Nghe tiếng này bảo đảm tâm lý của khách hàng là bảo đảm là sợ là bị banh hết máy nè. Nhiều khách hàng mà không biết nha, mà coi rẻ đồng tiền 8 triệu quất bỏ ra cái là coi như là đi hết nha. Cái này nó sửa chút xíu là xong nha. Nếu mà mình làm cái kiểu mà sinh cam tăng cam này nọ đó là đó ngay đó đó là chừng mấy trăm ngàn à. Còn chủ xe yêu cầu kiểm tra luôn số bắp cho mình bung ra trong thì sẽ mình ăn thêm công. Rồi thì không có nhiều á, còn cái này báo ở đâu mà tới 8 triệu. Bây giờ mình kêu đang kêu thợ mình gửi ra nè. Cái này thường thường mà các bạn biết đăng cam của Winner dễ bị lỗi bị hư phải không, bung da này nó bị nhảy lên hết luôn nè. Sinh cam đang trùng đây nè, nó trùng làm cho hai cái gói cam ở đây á, nó lắc làm cho bốn số bắp nó đánh lộn xộn, đá vô đầu bê tông rồi, bê tông có dấu hết rồi. Đó, mình bắt bệnh là ở đâu chúng đó các bạn. Rồi, mà thông báo luôn, lò làm mắt nhưng mà bắt bệnh thì đúng. Đó. Đỡ hơn là bị thuốc. Tùy các bạn suy nghĩ nha. Có đồ lắc ha. Nè, coi cái đăng cam nó bị thụt lên luôn nè. Thường thường đăng cam nó phải đâm xuống cỡ một lóng tay, hai lóng tay nè. Con này thụt lên còn xíu à. Là nó không có đè được cái cọng sinh cam này nè. Lỏng trùng quăng da đập vô rồi lấy lên đi. Đừng có đề nha, đề đi luôn. Còn gì nữa đâu, đây nè thấy không, thấy nó nhảy lên không, lúc cầm lắc đó. Còn có tăng cầm viên nào ở đây đâu, coi còn soạn cái rồi. Cái tăng cầm viên lúc nào nó đâm xuống nè, nó đâm xuống cả hai lóng tay, còn này nó bị thụt lên nè các bạn. Đây không biết là mơ thuốc không, hoặc là không phải nó thuốc bạn, mà có thể là kinh nghiệm không biết mấy cái bệnh này nè. Khoáng toàn máy luôn cho 8 triệu sửa chơi ra rồi bung dao đầu mới thấy bệnh bắt đầu mới làm lợn, nhưng mà cái chuyện tính tiền sao không biết. Có không? Rồi thôi kệ bà đi. Ủa, nó cầm mẫu còn đưa cho bạn coi. Nè bên đây nè, bên đây nè, này có đằng cao rít leo nè, đây nè, mở nè. Nè, đó, mở này dần đây. Đó, bạn thấy cái đằng cam nè. Nè, mở ra, lấy súng bắn vô lại. Lúc nào đằng cam phải đâm xuống xíu chứ không phải nó nhảy lên vậy nè. Còn đỡ xíu đang quay đến. Quát rồi, cái đó quát rồi, cái đầu tiếp nó quát. Đập nhiều quá nó bị. Đây là coi cái đăng cam bình thường nè. Đăng cam bình thường không đâm xuống nè. Thấy không? Bình thường là lúc nào cũng đâm tự động, con này hư trong lò xo hay giờ nè. Đó. Giờ thì chủ xe thì kỹ yêu cầu chủ xe cầu kiểm tra lại số bắp cho chủ xe luôn. Thì mình kiểm tra mình có thể canh lại đồng tiền, xếu bắp kiểm tra có bị xì không, tại nó là đang đá giữa mặt á. Rồi ok. Thì bạn nào mà tin tưởng thì có qua mình bắt bệnh đúng cho bạn. Mấy bệnh này không có gì khó. Bệnh xe trắng này mới nặng nè. Lọc cam.
rồi